Thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị thấy chị Việt Trinh xuất hiện trong một tà áo dài rất đẹp và độc đáo, khác với những tà áo dài như ngày thường. Chị Trinh có thể quay một vòng cho khán giả chiêm ngưỡng được không ạ? Xin mời chị. Việt Trinh không phải là người mẫu quay mà lỡ cái dấp té, quý vị thông cảm nha. Vâng, thưa quý vị, quay giống như người mẫu vậy đó. Rất là dễ thương đúng không ạ? Kính thưa quý vị, đây là mẫu thiết kế áo dài của nhà thiết kế trẻ Nhật Dũng. Và Nhật Dũng đã tâm sự với Việt Trinh rằng khi tham gia vào live show về Chốn Bình Yên của Quách Trấn Du, thì trong quá trình tham gia, Nhật Dũng đã nghe rất là nhiều bài nhạc đạo và những hình ảnh rất đẹp về Phật Pháp. Và cảm xúc của bạn ấy dâng trào, và trong giây phút đó bạn ấy đã nảy ra ý tưởng thật là tuyệt vời, đó là kết hợp chiếc áo dài hiện đại với màu lam của Đạo Phật. Và ngày hôm nay, Việt Trinh và anh Quân nói riêng và tất cả anh em nghệ sĩ mặc trên mình chiếc áo dài này cảm thấy trong lòng rất là ấm áp và bình an. Chị Trinh có nhắc đến áo lam, và Quân cũng biết rằng là trong gia đình Phật tử thì chúng ta có chiếc áo lam cũng rất là đẹp và đầy ý nghĩa. Vậy thì xin chị Trinh có thể chia sẻ một cách ngắn gọn về chiếc áo lam được không ạ? Anh Quân ơi, câu hỏi này hơi bất ngờ, và dưới đây Việt Trinh thấy có thầy Nhật Từ và cô Huệ Đức nữa. Mà xin phép quý thầy quý cô là Việt Trinh chỉ tìm hiểu cá nhân mình thôi, nếu có gì sai thì mong quý thầy quý cô hoan hỷ bỏ qua nha. Dạ, theo tìm hiểu của Việt Trinh thì trước đây chiếc áo lam dành cho gia đình Phật tử mỗi khi họ hành lễ, và sau này thì ngoài chiếc áo nâu thì chiếc áo lam được dùng chung cho tất cả các Phật tử, và hình ảnh chiếc áo lam tượng trưng cho sự từ bi. Màu sắc của chiếc áo lam giống như là màu của mây trời quyện vào cuộc sống thanh tịnh và không bị ô nhiễm bởi bụi trần. Và trước đây các gia đình Phật tử đặc biệt họ xem rằng chiếc áo lam là đại diện cho bi trí dũng. Con nói đúng không ạ, thầy? Hồi hộp quá. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Việt Trinh. Và thưa quý vị, bây giờ thì anh Quân xin mời tất cả quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bảy kiều nữ sẽ xuất hiện thật là duyên dáng trong tà áo lam đã được nhà thiết kế Nhật Dũng cách điệu và biến tấu để tạo nên sự hòa quyện giữa đạo và đời, để cùng chia sẻ với chúng ta một thông điệp: đời không thể thiếu đạo và đạo cũng không thể thiếu đời. Và đúng theo tinh thần Đạo Phật, đó là Phật Pháp bất ly thế gian giác ạ. Thưa quý vị, với nhạc phẩm Thương Màu Áo Lam, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toàn, xin hãy cùng chào đón Thùy Trang, Hiền Thục, Khánh Ngọc, Thanh Ngọc, Ngọc Liên, Minh Thư và Khánh Loan. Tình thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tan dần, an nhiên đã đến thật gần, tham si sân hận lần lần xa đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi thiện duyên đã đến, con đi về chùa thành hiền bạn tốt thi đua, đến ngày học pháp bốn mùa an vui. Với thân thương áo lam hiền về miền đồng sâu núi cao, đêm đêm chia sớt cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhạt được cợt đùa vạt áo em. Yêu chiếc áo màu lam là màu giải thoát kết bao nhiêu tình, áo lam cho tôi sống thanh nhàn như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu
thân thương chiếc áo màu lam, mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đã đến thật gần, tham si sân hận lần lần xa đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đến ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu núi cao, đêm đêm chia sớt cho người hạt gạo hay thấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhạt vừa cọt đùa vạt áo em. Tôi yêu chiếc áo màu lam, là màu giải thoát kết bao nhiêu tình. Áo lam cho tôi sống thanh nhàn, như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu thương. Áo lam cho tôi sống thanh nhàn, như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và thưa quý vị, bảy cô gái xuất hiện trong tà áo lam thật là tuyệt vời, mang tới cho quý vị một ca khúc dạt dào cảm xúc. Và xin một lần nữa cảm ơn những cô gái thật là dễ thương, những ca sĩ mà chúng ta đã rất yêu mến họ trong suốt thời gian vừa qua.